Nam mô Bụt Thà. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức. Dạ, cảm ơn sít Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thà. Dạ, đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên mạng internet qua Ban Talks, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam, từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối. Hồ Sơn từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021, Phật lịch 2564, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 96 Kinh Esukari, Esukari Sutta, phân đoạn 2, phân biệt giai cấp, xã hội không có giá trị gì trong sự tu tập, phân đoạn 464 đến 469 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Dạ, xin lỗi quý vị, dạ con chưa có thấy Thượng Tọa Minh Hạnh vào room. Vậy thì con xin được kính cung thỉnh Đại Đức Sư Nguyên Thông, kính thỉnh Sư tụng kinh lễ bái Tam Bảo được không ạ? À? Con kính thỉnh bàn tay của Sư. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Nguyên Thông ạ. À. Dạ, Sư Tuệ Tri. Dạ, con xin được kính thỉnh Đại Đức Tuệ Tri. Dạ, kính thỉnh Đại Đức Tuệ Tri tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, con kính thỉnh Sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Thân, kính chào đại chúng, xin phép điều khuyết cho Thượng Tọa Minh Hạnh. Dứt tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thề thế gian giải vô thượng thiện người thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nhất tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thiết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng, nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn Phật diệu hành trực hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ liền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hành, biết lạc trú trong thiền, chư thiên tả vân tập sinh tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ, chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Tri. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Bài học hôm nay Trung Bộ Kinh bài 96, Kinh Esukari, Esukari Sutta, phân biệt giai cấp xã hội không có giá trị gì trong sự tu tập. Phân đoạn 464 đến 469 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp đến, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài pháp thoại hôm nay. Dạ, con vẫn chưa thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu vào room. Dạ, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập cho bài pháp thoại hôm nay ạ. À. Con xin được kính dâng mic đến cho sư ạ. À. Kính thỉnh bàn tay của sư. Dạ.
Namo Buddhaya. Kính đảnh lễ chư tôn đức thần chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta vẫn còn ở trong phẩm Bà La Môn. Và nếu chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta thấy rằng cái quan niệm về giai cấp xã hội là một cái nhìn rất là nền tảng ở trong tín lý của Bà La Môn giáo khi họ phân chia giai cấp. Và có lẽ vì vậy mà Ấn giáo hay là Bà La Môn giáo chỉ phát triển ở tại Ấn Độ mà khó truyền sang các quốc gia khác, ngoại trừ một số tương đối nhỏ thôi. Bởi vì cái tính cách giai cấp, bốn giai cấp mà chúng ta đề cập đó, thì thật ra nó không có tồn tại ở những cái xã hội khác. Bên cạnh đó thì quan niệm về giai cấp nó cũng là một phần mà con người chúng ta, dù là chúng ta không sống ở Ấn Độ, nó cũng gắn liền với cái xuất thân của mình, nhất là về gia tộc dòng dõi. Như là Âu Châu có thời gian dài họ phân biệt giới quý tộc và giới trí thức với bình dân, và hôm nay trở lại quốc gia thì họ có phân biệt giai cấp thượng lưu, trung lưu và giai cấp lao động chẳng hạn, giai cấp thời thuyền. Dù muốn hay không đi nữa thì quan niệm giai cấp đã ăn sâu vào trong lòng. Và bài kinh ngày hôm nay đó là một cái sự tuyên bố rất rõ, rất thẳng của Đức Phật về giai cấp và đối với người tu tập như thế nào. Không phải chỉ có quan trọng đối với những người Bà La Môn thời Đức Phật còn tại thế, mà còn đặc biệt quan trọng cho đến ngày hôm nay, nhất là đối với cá nhân mỗi chúng ta khi mà chúng ta sống ở trong một cộng đồng, như là ở trong tăng chúng, ở trong ni chúng, sống Phật tử mà có một cái tính cách phân biệt giai cấp, thì chúng ta đặc biệt nên nghiền ngẫm về những Phật ngôn trong bài kinh này. Nhưng mà trước khi được nghe Thượng Tọa Pháp Thân giảng giải rộng rãi thì tất cả chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh, và sau phần chánh kinh sẽ là phần pháp thoại. Xin quý vị quan hệ đọc cho phần chánh kinh. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, sau đây con xin được đọc chánh kinh. Dạ, cảm ơn quý sít. Bài 96 kinh Esukari. Esukari Sutta: phân biệt giai cấp xã hội không có giá trị gì trong sự tu tập. Phân đoạn 464 đến 469. Chú thích dẫn nhập: một trong những tính lý quan trọng của kinh điển Veda là nói về sự thượng đẳng của giới Bà La Môn. Nhiều vị Bà La Môn đã đến hỏi Đức Phật về vấn đề này, vì Đức Thế Tôn là vị đạo sư duy nhất không dạy con người cao quý hay thấp hèn do giai cấp xã hội. Esukari là một Bà La Môn có địa vị ở thành Sawatthi, đến hỏi Phật về sự phục vụ và tài sản theo quan niệm giai cấp. Câu trả lời của Đức Phật khiến vị này phát tâm quy y Tam Bảo. Bài kinh này chứa đựng những nét chính về quan điểm của Phật giáo đối với sự phân biệt giai cấp. 464. Người phân biệt giai cấp hỏi về phân biệt giai cấp. Bà La Môn Esukari đến gặp Đức Thế Tôn. Trong câu hỏi đầu tiên, vị này nói lên quan điểm về phụng sự theo chủ trương Bà La Môn là chỉ có sự phụng sự của người thuộc giai cấp ngang bằng hay cao hơn mới có công đức. Kinh văn: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi xá vệ rừng Chetawana Kỳ Đà Lâm, tại tỉnh xá Manathabindika cấp cô độc. Rồi Bà La Môn Esukari đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Esukari bạch Thế Tôn: thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương bốn loại phụng sự.
chủ trương phụng sự cho Bà La Môn, chủ trương phụng sự cho Sát Đế Lị, Khách Tí Giá, chủ trương phụng sự cho Phệ Xá, Vét Xá, người buôn bán, chủ trương phụng sự cho Thủ Đà, Xú Đá, Lao Công. Ở đây thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Bà La Môn như sau. Bà La Môn phụng sự cho Bà La Môn, hay Khách Tí Giá phụng sự cho Bà La Môn, hay Quét Xá phụng sự cho Bà La Môn, hay Xú Đá phụng sự cho Bà La Môn. Như vậy thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Bà La Môn. Ở đây thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Khách Tí Giá như sau. Khách Tí Giá phụng sự cho Khách Tí Giá, hay Quét Xá phụng sự cho Khách Tí Giá, hay Xú Đá phụng sự cho Khách Tí Giá. Như vậy thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Khách Tí Giá. Ở đây thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Quét Xá như sau. Quét Xá phụng sự cho Quét Xá, hay Xú Đá phụng sự cho Quét Xá. Như vậy thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Quét Xá. Ở đây thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Xú Đá như sau. Xú Đá phụng sự cho Xú Đá, vì rằng không còn ai khác có thể phụng sự cho Xú Đá. Như vậy thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Xú Đá. Thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương bốn loại phụng sự này. Ở đây Tôn giả Gotama có nói gì về vấn đề này? 465. Những quan điểm áp đặt không nên nghĩ là chân lý. Quan điểm truyền thống không hẳn là chân lý, mà phải luôn xét lại một cách nghiêm túc. Kinh văn, Đức Phật dạy rằng quan niệm phục vụ theo giai cấp của Bà La Môn chỉ là quan niệm cưỡng cầu. Nhưng này các Bà La Môn, có phải tất cả mọi người ở đời đồng ý với các Bà La Môn khi họ chủ trương bốn loại phụng sự này? Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. Này Bà La Môn, ví như một người nghèo nàn không có sở hữu, khốn khổ, giàu cho người đó không muốn, vẫn bị bắt nuốt miếng thịt. Này người kia, ông phải ăn miếng thịt này và ông phải trả một số tiền. Cũng vậy, này Bà La Môn, giàu không được các sa môn, Bà La Môn ấy chấp nhận. Các Bà La Môn chủ trương bốn loại phụng sự này. 466. Sự phụng sự nào khiến con người tốt hơn thì làm. Đức Phật dạy rằng trọng điểm không phải là giai cấp, mà là sự phụng sự nào khiến bản thân tốt hơn thì nên làm, ngược lại thì không nên làm. Kinh văn, này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả cần phải phụng sự, nhưng này Bà La Môn, ta cũng không nói rằng tất cả không cần phải phụng sự, vì rằng, này Bà La Môn, nếu có ai trong khi phụng sự trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, ta không nói rằng người đó cần phải phụng sự, nhưng này Bà La Môn, nếu có ai trong khi phụng sự trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn, ta nói rằng người đó cần phải phụng sự. Và nếu này Bà La Môn, có người hỏi vị Khách Tí Giá như sau, người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, hay người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn, và như vậy ông ở đây cần phải được phụng sự bởi người nào? Vị Khách Tí Giá này Bà La Môn, nếu trả lời chân chánh cần phải đáp như sau, người nào phụng sự tôi do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không tốt hơn thì tôi không cần người ấy phụng sự tôi, nhưng nếu người nào phụng sự tôi do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xấu hơn thì tôi cần người ấy phụng sự tôi. Và này Bà La Môn, nếu có người hỏi Bà La Môn, vân vân, này Bà La Môn, nếu có người hỏi Quét Xá, và này Bà La Môn, nếu có người hỏi Xú Đá như sau, người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, hay người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn, và như vậy ông ở đây cần phải được phụng sự bởi người nào? Người Xú Đá.
Này Bà La Môn, nếu trả lời chân chánh cần phải đáp như sau: người nào phụng sự tôi do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không tốt hơn thì tôi không cần người ấy phụng sự tôi. Nhưng nếu người nào phụng sự tôi do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xấu hơn thì tôi cần người ấy phụng sự tôi. Này Bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Này Bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Này Bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì nhan sắc thù thắng. Này Bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì nhan sắc thù thắng. Này Bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì tài sản thù thắng. Này Bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì tài sản thù thắng. Ở đây, này Bà La Môn, có người sanh trong một gia đình cao quý, sát sanh lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến. Do vậy, ta không nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Ở đây, này Bà La Môn, có người sanh trong một gia đình cao quý, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham sân, không có sân tâm, có chánh kiến. Do vậy, ta không nói trở thành xấu hơn vì sanh trong gia đình cao quý. Ở đây, này Bà La Môn, có người nhan sắc thù thắng, vân vân. Ở đây, này Bà La Môn, có người với tài sản thù thắng, sắc sanh lấy của không cho, vân vân, có tà kiến. Do vậy, ta không nói trở thành tốt hơn vì có tài sản thù thắng. Ở đây, này Bà La Môn, có người với tài sản thù thắng, từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Do vậy, ta không nói trở thành xấu hơn vì có tài sản thù thắng. Này Bà La Môn, ta không nói tất cả cần phải phụng sự. Nhưng này Bà La Môn, ta cũng không nói tất cả không cần phải phụng sự. Này Bà La Môn, người nào phụng sự do nguyên nhân phụng sự này, lòng tin được tăng trưởng, giới được tăng trưởng, sự được nghe tăng trưởng, bố thí được tăng trưởng, trí tuệ được tăng trưởng, ta nói người ấy cần phải phụng sự. 467. Tài sản thực sự của con người. Bà La Môn Esukari lại hỏi về quan điểm của Bà La Môn giáo về tài sản y cứ trên quan niệm giai cấp. Câu trả lời của bậc đạo sư khiến ông bất ngờ. Kinh văn. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Esukari bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương bốn loại tài sản. Chủ trương tài sản của người Bà La Môn, chủ trương tài sản của người Khách Tí Giá, chủ trương tài sản của người Quét Xá, chủ trương tài sản của người Sứ Đá. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Bà La Môn là khất thực. Nhưng khi người Bà La Môn khinh thường tài sản khất thực, người ấy không làm tròn bổn phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Bà La Môn. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Khách Tí Giá là cung và tên. Nhưng khi người Khách Tí Giá khinh thường tài sản cung và tên, người ấy không làm tròn bổn phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Khách Tí Giá. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Quét Xá là canh nông và nuôi bò. Nhưng khi người Quét Xá khinh thường tài sản canh nông và nuôi bò, người ấy không làm tròn bổn phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Quét Xá. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Sút Đá là lưỡi liềm và đòn gánh. Nhưng khi người Sút Đá khinh thường tài sản lưỡi liềm và đòn gánh, người ấy không làm tròn bổn phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của người Sút Đá. Các Bà La Môn, thưa Tôn giả Gotama, chủ trương bốn loại tài sản này. Ở đây, Tôn giả Gotama nói gì về vấn đề này? Này Bà La Môn, có tất cả mọi người ở đây đồng ý với các Bà La Môn khi họ chủ trương bốn loại tài sản này:
Không có vậy, thưa tôn giả Gotama. Này Bà La Môn, ví như một người nghèo nàn, không có sở hữu, khốn khổ, cho giàu người đó không muốn, vẫn bị bắt nuốt miếng thịt. Này người kia, ông phải ăn miếng thịt này và ông phải trả một số tiền. Cũng vậy, này Bà La Môn, giàu không được các Bà La Môn Sa Môn ấy chấp nhận. Các Bà La Môn vẫn chủ trương bốn loại tài sản này. Này Bà La Môn, ta chủ trương tài sản cho con người là thánh pháp vô thượng. Trong khi nhớ đến gia hệ thuở xưa của mình về phía cha và mẹ, chỗ nào không tự thể sanh ra thời sẽ được chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình khách tí giá, thời được chấp nhận là khách tí giá. Nếu tự thể sanh ra trong một gia đình Bà La Môn, thời được chấp nhận là Bà La Môn. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình Quét Xá, thời được chấp nhận là Quét Xá. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình Xuất Đá, thời được chấp nhận là Xuất Đá. Này Bà La Môn, như tùy thuộc duyên gì một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận theo duyên ấy. Nếu do duyên củi một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa củi. Nếu do duyên dâm bào một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa dâm bào. Nếu do duyên cỏ một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa cỏ. Nếu do duyên phân bò một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa phân bò. Cũng vậy, này Bà La Môn, ta chủ trương tài sản của con người là thánh pháp vô thượng. Trong khi nhớ đến gia hệ thuở xưa của mình về phía cha và mẹ, chỗ nào một tự thể sanh ra thời được chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy. Sẽ được chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình khách tí giá, thời được chấp nhận là khách tí giá. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình Bà La Môn, vân vân, trong một gia đình Quét Xá, vân vân, trong một gia đình Xuất Đá, thời được chấp nhận là Xuất Đá. Nhưng này Bà La Môn, nếu một người từ một gia đình khách tí giá xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật được Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến. Người ấy thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Này Bà La Môn, nếu một người từ một gia đình Bà La Môn vân vân, từ một gia đình Quét Xá, từ một gia đình Xuất Đá xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật này được Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 468. Hành thiện tu tập không phải là đặc quyền của một giai cấp nào. Nếu tôn giáo là giá trị thiêng liêng nhất trong xã hội loài người, thì phải thấy rằng sự tu tập thân tâm không lấy giai cấp làm yếu tố quyết định. Kinh văn, này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Trong lập trường này, chỉ có người Bà La Môn mới có thể tu tập từ tâm. Không hận, không sân, người khách tí giá không có thể được, người Quét Xá không có thể được, người Xuất Đá không có thể được. Không phải vậy, thưa tôn giả Gotama. Thưa không phải vậy, tôn giả Gotama. Người khách tí giá, thưa tôn giả Gotama, cũng có thể trong lập trường này từ tâm, không hận không sân, người Bà La Môn cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Người Quét Xá cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Người Xuất Đá cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, thưa tôn giả Gotama, trong lập trường này đều có thể tu tập từ tâm, không hận không sân. Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình khách tí giá xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Chỉ người Bà La Môn mới có thể lấy cào lưng và bột tắm, đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi. Người khách tí giá không thể được, người Quét Xá không thể được, người Xuất Đá không thể được. Không phải vậy, thưa tôn giả Gotama.
Thưa không phải vậy, tôn giả Gotama, người khách tí giá, thưa tôn giả Gotama, cũng có thể lấy cào lưng và bột tắm đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi. Người Bà La Môn cũng vậy, thưa tôn giả Gotama, người quét sát cũng vậy, thưa tôn giả Gotama, người xuất đá cũng vậy, thưa tôn giả Gotama, tất cả bốn giai cấp, thưa tôn giả Gotama, đều có thể lấy cào lưng và bột tắm đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi. Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu có một gia đình người, nếu có một gia đình khách tí giá, có người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người này nhờ pháp và lực cho Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh vân vân, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo thiện pháp. Này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình Bà La Môn, này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình quét xá, này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình xuất đá, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy nhờ pháp và lực do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh vân vân, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo thiện pháp. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây nếu có vị vua khách tí giá đã làm lễ quán đảnh cho hội họp 100 người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói: quý vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia đình khách tí giá, thuộc gia đình Bà La Môn, sinh ra từ hoàng tộc, hãy đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa bằng cây saka hay cây sala hay cây salala hay cây chiên đàn hay cây sen, quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Còn những người thuộc gia đình chiên đà la hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, hãy đến đây, đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa, làm bằng gỗ máng cho gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây Ilanda, cây thu đủ thầu dầu, và quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ có ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc dòng thuộc gia đình khách tí giá, thuộc gia đình Bà La Môn, sinh ra từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận của đồ quay lửa làm bằng cây saka hay cây sala hay cây salala hay cây chiên đàn hay cây sen, chỉ có lửa ấy mới có ngọn, mới có màu sắc, mới có ánh sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào các công việc lửa đem lại. Còn ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng cho chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan, lửa ấy không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn lửa ấy không có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Không phải vậy, thưa tôn giả Gotama, ngọn lửa được nhen lên, sức nóng được tạo ra, thưa tôn giả Gotama, từ người thuộc gia đình khách tí giá, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng cây saka hay cây sala hay cây salala hay cây chiên đàn hay cây sen, ngọn lửa ấy có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, ngọn lửa ấy dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Còn ngọn lửa được nhen lên và sức nóng tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan, lửa ấy cũng có ngọn, cũng có màu sắc, cũng có ánh sáng, và ngọn lửa ấy cũng có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Thưa tôn giả Gotama, tất cả ngọn lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh sáng, tất cả loại lửa đều có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu có người từ gia đình khách tí giá, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy
từ bỏ sát sanh vân vân, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo thiện pháp. Nếu có người từ gia đình Bà La Môn vân vân, nếu có người từ gia đình Quét Xá, nếu có người từ gia đình Xuất Đá, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh vân vân, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo thiện pháp. 469 Quy Y Tam Bảo Kinh Văn. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Ê Xuất Ca Ri bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thai Tôn giả Gotama, thật vi diệu thai Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Thưa Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo, mong Tôn giả Gotama nhận chúng con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Và con đã đọc xong phần chánh văn, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải bài kinh vừa đọc. Dạ, con xin được kính thỉnh sư và Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sông Khai. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Tệ Trì, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. À, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh Esukari. Bài kinh này là nói đến một cái nhân vật Bà La Môn. Theo quan niệm của Bà La Môn thì nói đến bốn cái giai cấp. Thì theo những cái người Bà La Môn á, chúng ta biết rằng xã hội Ấn Độ thì phân quá rõ ràng ở trong cái bốn cái giai cấp này. Và theo cái quan điểm của Bà La Môn nói chung, và ông Bà La Môn là Esukari này đó, cho rằng là thí dụ như là cái việc mà phụng sự đó, thì giai cấp Bà La Môn thì phụng sự Bà La Môn, giai cấp phát sát đế lợi thì phụng sự sát đế lợi, và giai cấp thấp hơn, thí dụ như giai cấp quê xá, tức là giai cấp những người thương buôn, thì phụng sự cho cái giai cấp Bà La Môn hoặc là giai cấp sát đế lợi, cũng như là giai cấp những cái người nô lệ bậc thấp đó thì lại phục sự cho những giai cấp cao hơn. Thì theo cái quan điểm của người Đạo Bà La Môn á, thì họ cho rằng là mỗi người được sanh ra trong xã hội này và nó được hình thành bởi cái giai cấp đó. Cái giai cấp đó nó được cao quý hay nó hạ tiện đó, là do cái giai cấp. Do giai cấp. Và theo họ thì chỉ có những giai cấp thấp đó. Chỉ có những giai cấp thấp á thì mới là phục sự cho cái giai cấp cao hơn. Chứ giai cấp cao hơn không có phục sự giai cấp thấp. Thì ở đây đó là đối với quan điểm của Bà La Môn nói về những cái tài sản hay cái sự phụng sự đó, thì theo họ đó là chỉ có những giai cấp thấp á, bởi vì giai cấp cao á thì phụng sự cho những cái người ở bên dưới thì cũng không có cái công đức, không có phước đức gì hết, chỉ có giai cấp thấp hơn á để phục dự sự cái giai cấp cao hơn á thì còn có, mới là có nhiều cái phước đức. Thì chúng ta biết đó là
Sư chờ chúng tôi một chút. Thì cái suy nghĩ này đó là cái suy nghĩ nó hàng hữu đối với là cái xã hội Ấn. Và đặc biệt là chúng ta biết rằng ngày xưa đó là người ta tự tự cho ở một cái giai cấp đó theo cái định kiến cũng như là cái áp đặt của xã hội Ấn, tự cho những cái giai cấp bà la môn hay là giai cấp sát đế lỵ là cao quý hơn cả, không có một cái giai cấp khác cao quý hơn. Và vì vậy đó cho nên là khi mà nói đến cái sự phụng sự thì Đức Phật Ngài mới nói rằng là Đức Phật Ngài cũng không nói là nhất thiết là phải giai cấp này không thể là không phụng sự, mà Ngài cũng không nói rằng là phải là phải phụng sự. Mà ở đây đó thì cho thấy rằng là khi nói rằng cái việc phụng sự này đó mà nó tốt hơn á, có nghĩa là mình phụng sự với một cái bất cứ một giai cấp nào, mà nếu như chúng ta phụng sự ở đây chúng ta hiểu đó, chúng ta có thể là thực hành theo, chúng ta làm theo, hay hoặc là chúng ta có thể phục vụ để mang đến cái lợi ích chung đó, thì khi mà chúng ta phụng sự như vậy đó mà mình cảm thấy rằng chính cái sự phụng sự đó, đó mang lại cái sự tiến bộ cho mình về niềm tin, về giới hạnh, về bố thí, chứ không phải là giai cấp này phụng sự cho giai cấp kia là thấp, mà cũng không phải là giai cấp kia phụng sự cho giai cấp nọ đó là cao, không phải. Mà ở đây là cái quan trọng á, Đức Phật cho biết rằng như là chúng ta gặp rằng nhiều ở trong những cái đoạn kinh hay những câu kinh, thường là Đức Phật nói đến cái vai trò, cái việc mà hành động của con người, hành động của con người, dù là mình sanh cái người đó, họ sanh trong một cái giai cấp nào, mà mình nói theo sao ở Ấn Độ là bốn cái giai cấp đó, hay hoặc là trong một hoàn cảnh nào đó, thì cái người đó nó không phải xuất thân từ ở cái giai cấp cao quý mà được gọi là cao quý, cũng không phải là sanh vào giai cấp hạ tiện mà cho là hạ tiện, không phải. Mà là Đức Phật Ngài nói rằng khi mà mình phụng sự mà thật sự rằng cái phụng sự đó đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái phụng sự đó đó mà thật sự là làm cho chúng ta được được tiến bộ thăng, phát triển về niềm tin của mình, phát triển về cái giới hạn của mình, phát triển về cái bố thí của mình, hoặc là phát triển về cái trí tuệ của mình, thì cái đó mình cần phải phụng sự. Bây giờ đó là như là đối với những cái người Bà La Môn á, nói về cái tài sản của Bà La Môn là tế tự, hay là tài sản của vua chúa là cung kiếm gao thương, hay là đối với những người mà buôn bán, những cái người thương mại là cuốc sẻng, hay là những cái dụng cụ của họ xem như là cái tài sản. Nhưng mà cái tài sản ở đây đó, khi mà mình nói rằng mình phụng sự cho một người nào, cái giai cấp nào đi nữa, thì cái giai cấp đó đó thật sự là nó không quan trọng. Mà ở đây đó là chúng ta thấy rằng giống như là mình, những cái người Bà La Môn á, họ có thường là lúc nhỏ thì họ có gia đình, rồi lớn lên thì họ thấy tuổi về già thì họ trở thành những cái vị Bà La Môn, rồi họ nguyện ở trong cái nơi để tế tự, tế thần lửa hay hoặc là cúng tế, rồi có thể có những cái lời cầu nguyện
từ ở một cái đấng tối cao nào đó. Dạ, quý vị còn nghe không ạ? À? Alo? Dạ, cảm ơn quý vị. Khi nãy giờ thì cái mạng rất là yếu, nghe cũng không rõ. Lúc nào mà chúng tôi nói mà quý vị không có nghe được thì quý vị báo đi. Nha. Nghe đọc cái bài chánh kinh, phần chánh kinh thì cũng không có nghe được liên tục. Mà nghe được có khoảng chừng 40% thôi, còn 60% còn lại là không nghe được. Thì ở đây chúng tôi trở lại, khi mà mình nói rằng mình tu hành á, trong Phật giáo á, thì cái việc mà mình tránh xa, tránh xa, khi mà mình tránh xa cái ác nghiệp từ thân khẩu ý, giống như là một người mà nếu mà mình sanh vào một cái giai cấp nào đi nữa, mà nếu như chúng ta phụng dự cho cái việc đó, mà từ đó mà chúng ta sát sanh, hoặc là từ đó mà chúng ta trộm cắp, từ đó mà chúng ta tà hạnh, thì cái chuyện phụng sự đó, đó, dù là chúng ta sanh vào một trong cái giai cấp mà được xem như là tự cho rằng cái giai cấp cao cao sang đó, hay là giai cấp bà la môn hay sát đế lị đó, nhưng mà cái hành vi đó đó, nhà cái hành vi mà thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, thì như vậy đó thì cái người đó không được gọi là phục sự cao quý. Mà chính ở đây đó là cái việc mà cái người đó biết tránh xa, tránh xa những cái hành vi xấu, tức là mình giữ giới đó, cho được tốt đẹp. Cái người tu mà bây giờ mình không có tránh xa những cái khẩu nghiệp bất thiện, hay là thân nghiệp bất thiện, hay là ý nghiệp bất thiện, thì cái việc mà mình sanh vào trong khổ cảnh, khi mà mình mạnh chung là sanh vào khổ cảnh. Còn khi mà mình còn sống á, thì cái tâm của mình cũng khó bao giờ có được cái sự an tịnh. Do vậy đó, cái việc mà đặt đến cái hành động, dù chúng ta sanh trong một cái giai cấp nào đi nữa, thì nếu như một người mà phụng sự, ở đây là phụng sự cho, vì cái sự phụng sự đó mà mình phạm giới, vì cái phụng sự đó mà cái giới của mình không tốt đẹp, thì cái việc đó nó cũng không có lợi ích gì. Vì vậy cho nên cái việc tu tập của Phật giáo á, của trong đạo Phật á, thì Đức Phật dạy rằng cái chuyện tu tập của mình là trau dồi cái giới, trau dồi cái giới. Cái thứ hai nữa đó là, ở đây đó là cái niềm tin của những người Bà La Môn. Cái niềm tin của người Bà La Môn á, thì người ta tin vào có một cái điều gì đó mà sự thật nó không có đúng, tự áp đặt cho cái giai tầng trong xã hội thôi, các cái giai tầng trong xã hội, giai cấp trong xã hội, và họ tự đặt định đặt ra là giai cấp này cao hơn giai cấp kia cao hơn giai cấp nọ, rồi từ cái tài sản đó họ cho cũng là cái tài sản đối với của họ là tài sản cao quý, vân vân. Thì ở đây đó là khi mà mình, những cái người Bà La Môn á, thì người ta chỉ có cái tin ở nơi đấng thần linh, đặc biệt là các cái thần linh mà như như họ quan niệm. Rồi do vậy đó thì họ sẽ cúng tế, cúng tế, cúng tế. Thì quý vị thấy rằng là họ cúng tế mà họ nghĩ rằng họ chính họ cho họ đó là cúng tế đối với thần linh á, là họ có một cái lời nói cũng như là cái sự giao tiếp giữa thần linh với con người. Và khi mà họ
Nói như vậy thì giống như mị người ta. Người ta cứ nghĩ rằng chính họ là những cái người có cái vai trò quan trọng để rồi giao tiếp giữa thần linh với con người, xin cái sự cầu nguyện nào đó. Nhưng mà người ta vẫn tin như vậy. Đó là một trong những cái hành vi nói dối. Những cái hành vi nói dối. Và đối với Đạo Phật á, thì Đức Phật dạy cho một người đó, dù sanh giai cấp nào, nhưng mà cái niềm tin này đó là cái niềm tin chính đáng, cái niềm tin chánh tín, cái niềm tin chánh tín. Bởi vì sao? Thứ nhất đó là mình tin đối với cái ân đức của Tam Bảo, ân đức của Tam Bảo. Bởi vì cái gì sao đi nữa thì cái ân đức này đó, một cái ân đức của Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ, đã hoàn toàn thanh tịnh, đã hoàn toàn trong sáng. Ân đức của giáo pháp đó là có cái diệu năng cứu khổ. Một khi một người mà thực hành cái lời dạy của Ngài thì ít nhiều cái người đó sẽ có được cái sự an vui. An vui trong hiện tại, an vui ở trong tương lai, rồi an vui ở trong đời sống cao thượng hơn nữa. Thì như vậy đó, thì ở đây cái người tin ở nơi cái giáo pháp của Đức Phật là điều tin chính đáng. Cái nữa đó là khi mà mình tin về về cái sự thanh tịnh của các vị thánh đệ tử của Phật. Bởi vì sao? Sở dĩ mà tin các vị thánh của Đức Phật á, là vì có các cái quả vị thánh nhân. Quả vị thánh nhân đó là bằng những gì mà các ngài đã tu chứng, các ngài đã chứng ngộ, rồi các ngài đã hoàn toàn thanh tịnh. Thì khi mà mình tin đó, tin ở nơi tăng chúng là sự thanh tịnh, là hoàn toàn là do thực hành cái lời dạy của Phật, cái niềm tin đó là niềm tin chính đáng. Có thể nói rằng là một cái một người có thể tin hoặc là không tin, nhưng mà cái niềm tin đối với giáo pháp hay là cái sự thanh tịnh của tăng chúng, các cái bậc thánh thì do rằng cái những vị ấy thực hành theo cái lời dạy của Phật mà các vị ấy có được cái sự thanh tịnh, có được cái sự thành tựu nhất định. Như vậy thì ở đây có một người tin ở nơi tăng chúng, rồi cũng đồng thời tin ở nơi cái lời dạy, tức là giáo pháp của Đức Phật. Rồi một người trong đời sống hàng ngày đó, đối với người tu trong Phật pháp đó, là tin ở nơi nhân quả. Cái nhân như thế nào thì có quả như thế ấy. Nhân quả, rồi nghiệp và quả của nghiệp, tất cả những điều đó, đó nó là sự thật. Bởi vì chúng ta sống trong cuộc đời này đó, khi chúng ta có tác tạo bởi hành vi, tác tạo bởi lời nói, tác tạo bởi suy nghĩ, tác tạo bởi hành động, thì chính cái hành động đó hay lời nói đó, cái suy nghĩ đó, nếu với cái tâm mà bất thiện đó, cái tâm ô nhiễm đó, thì tạo ra cái quả bất thiện, tạo ra quả bất thiện. Còn nếu với cái tâm thanh tịnh thì người đó cũng tạo ra cái quả an lạc, cái quả an vui bằng với cái tâm thanh tịnh đó. Cho nên nếu như một người mà tin nơi nhân quả, đó là cái niềm tin nó xác đáng, nó đúng như sự thật như vậy. Cái sự thật này đó là sự thật ngàn đời, nó không thể nào thay đổi. Cho nên là có những truyền thống, có những sự thật, nhưng mà nó cũng không phải là chân lý. Không phải là chân lý. Có những truyền thống nó trở thành chân lý, mà những gì đó thì chúng ta tin ở nơi Đức Phật, không phải là miễn cưỡng hay bắt buộc chúng ta phải tin, nhưng mà do những gì Đức Phật đã tuyên thuyết, rồi do những gì mình thực hành theo lời dạy của Đức Phật, mình thấy nó có cái kết quả hiệu nghiệm ở trong cái đời sống tu tập của mình, thì đó chính là sự chân lý. Bằng cách đó là mình có được cái sự an lạc, có được sự an vui. Cho nên ở đây đó, khi mà nói đến cái phụng sự, là phụng sự, những cái sự phụng sự đó là chánh đáng, thì xây dựng cái niềm tin ở đây đó, là niềm tin nó đúng như sự thật. Nó vừa là truyền thống từ ngàn xưa, thực hành giới, xây dựng cái niềm tin của mình. Và khi một người mà có niềm tin đó, ở trong chánh tín đó, thì cái người đó họ có thể thực hiện được những cái điều thiện, thực hiện được những cái pháp mà đưa dắt dẫn cho họ đến cái sự an lạc. Đó là cái điều mà chúng ta thấy.
Cái điều thứ ba nữa đó là ở đây có thể nói rằng khi mà nói rằng tế tự, đối với những người Bà La Môn thì họ là tế tự thần lửa, hoặc là tế tự có khi là bắt con dê để tế tự, có khi bắt con gà để cắt ra để tưới máu lên trên lửa để tế tự, rồi có khi đó là tế vật này vật kia, hoặc là nam nữ gì đó vân vân. Họ nghĩ rằng cái sự tế tự đó, đó là cái sự tế tự đúng, cái truyền thống đó của những người Bà La Môn là từ lâu đời rồi, nhưng mà nó đâu phải là chân lý, nó không phải là sự thật. Bởi vì một khi mà mình làm tổn hại với sinh vật á, thì bất cứ một sinh vật nào thì mình cầu an vui và hạnh phúc cho mình á, thì cái người đó không bao giờ có được sự an vui, như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài đã dạy. Cho nên là Đức Phật dạy rằng á, là người nào mà cầu an vui và hạnh phúc cho mình cũng vì sự hạnh phúc cho mình, rồi mình tế tự rồi giết hại sinh vật để rồi cầu cái sự hạnh phúc cho mình, thì cái điều đó nó không thể nào có được. Và người đó sau khi chết thì người đó cũng sanh vào trong khổ cảnh. Đức Phật Ngài đã nói như vậy. Cho nên ở đây đó là khi mà họ nghĩ rằng cái sự bố thí, giống như là chúng ta nhớ rằng có một lần nọ bà Visakha đó có gia đình về nhà chồng. Rồi ông và chồng thì ông lại là thạo lõa thể những lị đi ganh thá, cho nên khi những vị mà đạo sĩ đi ganh thá đến để mà đến nhà thì ông bảo bà Visakha ra cúng dường cho các vị đạo sĩ lõa thể đó. Bà Visakha không có ra cúng dường, bởi vì bà nghĩ rằng cái này nó quy truyền thống, nó quy chân lý. Bởi vì những cái vị đó đừng nghĩ rằng là cúng dường. Sự thật ra đó thì dù là mình cho một con vật ăn thì cũng có phước đó, nhưng mà cái phước đó so với lại cúng dường cho những người có giới mà Đức Phật Ngài đã dạy ở trong kinh Cúng Dường Phân Biệt Kinh Phân Biệt Thí đó, thì ở đó vẫn là cúng dường cho một vị có giới vẫn có phước hơn. Rồi cúng dường cho các bậc thánh, cúng dường cho những vị chứng thiền, cúng dường cho những các bậc thánh, rồi cúng dường cho Đức Phật, cúng dường cho lượng phái tăng, vân vân. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái việc mà mình bố thí cúng dường, đối với đạo Phật thì Đức Phật dạy rằng cúng dường cho một cái vị thanh tịnh chừng nào, ở đây nói chứ có thể nói rằng cúng dường mà đến với tăng chúng mà Đức Phật đã nói đó, đã dạy đó, là cúng dường cho tăng là cái phước báo thù thắng, phước báo thù thắng. Cho nên á, vì sao ở đây đó chúng cần là dù là tăng chúng là phàm hay là thánh, khi mình tác uống tác ý đến đại chúng tăng già, đại chúng tăng già, nghĩ ở đây tăng chúng là vị thánh đệ tử Phật hay là những vị đệ tử của Phật, rồi mình cúng dường không có phân biệt. Và chính vì vậy đó, cái phước nó rất là lớn, cái phước là lớn. Rồi khi mình bố thí cho những cái vị mà có giới đức ấy, thì cái phước nó lớn. Cúng dường cho bố thí cho những cái vị mà có cái sự thanh tịnh hoặc là những cái vị có giới đức thì cái phước nó rất là to lớn như vậy. Và như vậy thì cái người mà tu ở trong Phật giáo đó, khi mà mình muốn cúng dường cái gì, muốn bố thí cái gì thì thường là nghĩ đến tăng chúng. Nghĩ đến tăng chúng. Mặc dù là có hai cái sự cúng dường, một là mình cúng dường đến với tăng chúng, hai nữa là cúng dường bằng với cái tình thương của mình. Thì cái sự cúng dường mình san sẻ với cái sự kém may mắn với những người khác cũng có phước vậy. Người khác kém may mắn hơn, mình cho giúp đỡ cho họ thì cũng có phước đó. Nhưng mà so với cúng dường với tăng chúng thì cái phước cúng dường đến với tăng chúng thù thắng hơn. Vì vậy đó, cho nên khi mà mình nói đến cái sự bố thí đó, thì thường là tác ý đến với tăng chúng. Thì dù hoàn cảnh nào đi nữa, cái người muốn bố thí thì cũng tìm đến hình ảnh của tăng chúng. Bởi vì Đức Phật đã tuyên bố là cúng dường đến với tăng chúng là cái phước thù thắng. Tăng chúng là cái phước thù thắng. Vì vậy đó, cho nên là cái việc mình bố thí cho những cái người khác đó, thì cũng có phước, nhưng mà cũng không bằng
không bằng cái việc cúng dường đỡ tăng chúng. Bởi vì trong tăng chúng này nè, có những vị phát nguyện là thinh văn giác, có những vị phát nguyện là độc giác, có những vị phát nguyện là toàn giác. Thì ở trong tăng chúng này là một cái đại thể, một đại thể có những vị thánh, rồi có những vị phàm, rồi có những vị là sơ quả, nhị quả, tam quả, hay là có những vị là trở thành độc giác, hoặc là có những vị trở thành toàn giác, vân vân. Thì cái điều đó đó cho chúng ta thấy rằng ở dường giới tăng chúng là cái phước thù thắng. Như vậy thì khi mà mình bố thí đó đối với người trong đạo Phật ấy, thì thường là tìm đến với cái hình ảnh của tăng chúng, hình ảnh của tăng chúng. Chúng ta thấy rằng nhiều khi mình cho cái này cúng cái kia, rồi mình có một cái suy nghĩ rằng đối với vị này quen thân thích, thì cái đó trong cái chuyện cá nhân, chuyện riêng tư của một người. Nhưng mà khi mà mình, dù là mình cúng dường cho một vị đi nữa, nhưng mà mình tác ý đến cái việc mà cái cúng dường này là mình cúng dường hay hoặc là mình bố thí đến với tăng chúng, thì cái phước đó nó rất là thù thắng, phước đó rất là thù thắng. Như vậy thì cái việc mà mình bố thí trong cái hình ảnh nào đi nữa, trong cái hoàn cảnh nào đi nữa, hay trong một giống như là một cái gì, cái hình thức nào đi nữa, thì cũng tìm đến với cái tăng chúng. Hoặc là người ta có thể đặt bát cúng dường, hoặc là người ta có thể trai tăng, hoặc người ta đi, giống như trong kinh nói rằng cúng dường cho những vị khách tăng mới đến, rồi cúng dường cho những vị khách tăng sắp sửa ra đi, cúng dường cho tỳ kheo bệnh, cúng dường cho tỳ kheo nuôi bệnh, vân vân. Thì khi mà chúng ta biết rằng tại sao Đức Phật dạy rằng cúng dường cho những vị đó có phước, tại vì những cái đó là rất là cần. Những vị thì từ xa mới đến, họ cũng chân ướt chân ráo, những vị khách tăng ấy, thì mình nếu cúng dường được những điều đó rồi cũng có phước. Rồi những vị sắp sửa ra đi, bước ra khỏi, rời khỏi chỗ ở đó, thì mình cúng dường cho những vị đó để những vị đó có đủ những cái phương tiện, điều kiện để những vị đó có những cái phương tiện để mà tiêu xài, hay là có những cái phương tiện để sử dụng trong cái thời gian chuẩn bị ra đi đó. Hay hoặc là có những vị có bệnh, những cái lúc cần bệnh, những cái lúc những bệnh á, mà mình cúng dường được thuốc thang, mình cúng dường được những cái phương tiện để chữa bệnh á, thì cái phước nó rất là lớn. Rồi cả tỳ kheo nuôi bệnh cũng vậy. Rồi là chúng ta thấy ta nói là cúng dường đến những gì đó là có phước, là vì nó hợp thời đúng lúc. Đúng lúc, tại những lúc mà những vị đó mới đến, hay những vị đó sắp sửa bước đi ra xa, đi xa, rồi hoặc là những vị nuôi bệnh thì là tùy theo bệnh, thì những việc đó rất là cần, rất là cần. Cho nên là chúng ta cúng theo cái kiểu giống như là học thời vậy đó, học thời vậy đó. Cho nên là cái phước nó lớn. Cho nên là khi mà mình biết rằng cái việc mà mình đối với những người Bà La Môn, họ tế tự đi, nhưng mà họ sát sanh thì sao? Hoặc là họ sanh trong một gia đình á, trong một cái giai cấp cao, nhưng mà họ có những cái hành vi thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, tham ác, sân ác, tà kiến ác, ý của họ là như vậy, thì làm sao? Cũng tạo ra cái nghiệp bất thiện nữa, cũng tạo ra cái nghiệp bất thiện. Cho nên mình có phục vụ cho người đó thì cái người đó mình cũng không có phước nhiều, cũng không có phước nhiều. Rồi khi mà mình bố thí cúng dường đến những bậc thanh tịnh thì cái việc bố thí cúng dường đó rất là có phước, rất là có phước. Cho nên dù sanh ở trong một giai cấp cao đi nữa, nhưng mà thân họ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu họ nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ vô ích, ý họ tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì cái việc đó, đó nó còn tệ hơn, nó còn hạ, nó còn tệ hơn là mình sanh ở trong một gia đình giai cấp mà người ta cho rằng giai cấp thấp, nhưng mà người ta có những cái hành động, người ta có những hành động tốt đẹp, hành động tốt đẹp. Thí dụ như họ không sát sanh, nhưng mà ngược lại đó thì họ nuôi dưỡng cái tâm từ của họ đối với những người chung quanh, đối với muôn vật chung quanh của họ, họ luôn luôn có một cái tâm từ,
Như vậy đó là một trong những cái giá trị lợi ích tốt đó chứ. Họ không sát sanh nhưng mà họ nuôi dưỡng tâm từ của họ, nuôi dưỡng tâm từ của họ. Họ không trộm cắp nhưng mà ngược lại là bố thí. Chứ còn mình sanh ở trong một gia đình mà được tự cho là một gia đình trong một dòng họ giai cấp cao như vậy, nhưng mà thân mình sát sanh, thân mình trộm cắp, thân mình tà hạnh như vậy thì cũng không phải là cao siêu, không phải là cao quý. Mà dù là sanh ở trong một gia đình giai cấp mà người ta tự xã hội định đặt cho rằng giai cấp đó là thấp như vậy, nhưng mà họ có những cái hành động tốt như vậy thì cái đó cũng đáng được khuyến khích, và cái đó là cao quý đó chứ không phải là thấp kém, là như vậy. Rồi bây giờ nói đến một điều nữa, đó là khi nói đến cái trí tuệ ở trong Phật giáo, cái trí tuệ ở trong Phật giáo, Đức Phật dạy rằng là đối với những người Bà La Môn á, thì họ chỉ nghĩ ở những cái gì đó, ở trong một cái suy nghĩ cố hữu định đặt được như vậy, mà đó họ tự cho là cái đó là truyền thống, đó là truyền thống. Họ nghĩ rằng thần linh là thần này thần kia, để rồi đó là họ phụng sự. Thì khi mà một người mà hiểu thần linh có thể giúp đỡ cho họ khi họ cầu nguyện, thần linh có thể giúp đỡ cho họ để họ tế tự, họ tế tự, khi họ tế tự thì cái việc đó nó cũng không thể nào mà thần linh này mà có thể giúp được. Đức Phật ngài nói nếu mà thần linh có thể giúp được hết được cuộc đời này thì cuộc đời này cũng không có ai mà khổ, cũng không ai có khổ. Và cũng nếu mà giúp được hết thì cuộc đời này cũng không có ai mà bất trắc đâu, là như vậy. Cho nên ở đây cái trí tuệ của những cái người mà suy nghĩ hằng hổ, những người Bà La Môn á, thì nó là chứ họ suy nghĩ nó trong cái gối gọn, trong cái hạn hẹp. Nhưng mà đối với Phật giáo á, thì trước nhất á, là cái trí tuệ ở đây đó là nói đến cái việc mà mình hiểu về nhân quả, cái việc mà mình hiểu nhân quả. Nhân quả này nó trong cái nghĩa rất rộng, nó liên quan với cái cuộc sống nhân quả, nghiệp báo, quả của nghiệp và quả của nghiệp rất là nhiều trong cái đời sống này. Dù chúng ta có thể là hiện thân ở trong một cái hoàn cái thân nào đi nữa, thì những cái điều đó nó đều do, nó có thể là có do kết quả của hành vi của mình hết, đều là do nghiệp của mình hết. Nghiệp đó có thể là thiện hoặc là bất thiện. Kết quả của nghiệp thiện thì nó luôn luôn mang đến sự an lạc, mà kết quả của nghiệp bất thiện thì dắt dẫn chúng ta đi đến khổ đau, khổ đau hiện tại, khổ đau tương lai. Rồi như vậy thì đối với một cái người mà hiểu ở trong Phật giáo về cái trí tuệ thì trước tiên là hiểu về nhân quả, nghiệp báo, nhân nghiệp và quả của nghiệp. Điều đó nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa đó là ở đây hiểu về ở trong cái lời của Phật. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là sở dĩ chúng ta khổ đau là vì do phiền não, do vô minh, do tham ái, do chấp thủ. Cho nên là khi mà vô minh sanh khởi, hay là vô minh do tham ái sanh khởi thì chúng ta gặp những sự khổ đau. Mà muốn được chấm dứt được khổ đau đó là chỉ có triệt được vô minh, triệt được tham ái thì người đó mới có thể chấm dứt được khổ đau. Và cái khổ đau này đó là do mỗi chúng sinh tự có, tự tạo có, chứ không phải là do thần linh. Mà điều đó cho chúng ta thấy rằng một cái điều mà Đức Phật ngài nói đến cái hành vi, cái chủ thể của con người á, rất là quan trọng. Mỗi người tự tạo cho mình một cái điều tốt, hay là mỗi người tự tạo cho mình một cái điều xấu, điều xấu. Có nghĩa là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện là do tạo, chứ không phải là do thần linh. Và với cái trí tuệ của Phật giáo thì hiểu rằng chính cái cội rễ của tham sân si, cái cội rễ của phiền não, tức là vô minh, tham ái và chấp thủ đó, mà làm cho con người ta phải khổ luân hồi. Khổ và luân hồi. Và khi mà mình hiểu được như vậy đó thì có lẽ là hiểu được cái sự thanh tịnh,
có cái chỗ khổ, có cái nơi khổ, có một cái khổ thì dĩ nhiên có cái chỗ chấm dứt khổ. Có cái chỗ chấm dứt khổ mà Phật dạy này. Cái khổ là cái hệ quả của tập đế, cái hệ quả của tham ái, cái hệ quả của tham ái. Sở dĩ khổ là hệ quả của tham ái. Rồi Đức Phật cũng cho biết đó là một điều, đó là có một cái điều đó là chấm dứt khổ. Chấm dứt khổ là khi nào không còn tham ái, không còn hiện hữu của thân năm quận thì có thể là chấm dứt khổ. Bởi vì nếu nó hiện tại đó, là khi mà mình chấm dứt được cái ái ở mức độ nào, hay là chấm dứt ái hoàn toàn, thì lúc đó mình không còn khổ đau luân hồi, không còn nữa. Và cái khổ ở trong tương lai là không còn cái tiếp diễn đời sống luân hồi nữa. Như vậy thì nói chấm dứt, nói đến khổ thì nói đến chấm dứt khổ, đó là tịch tịnh của Niết Bàn. Tịch tịnh của Niết Bàn thì khi mà nói đến tịch tịnh Niết Bàn, nó không phải là đương nhiên mà có, mà cần phải có những sự công phu tu, công tu tập, là thực hành giới, xây dựng niềm tin vững chắc, thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ. Như vậy thì khi mà mình hiểu được cái trí tuệ ở trong Phật giáo là nó sự hiện khởi này đó là từ ở trong tâm khảm của mỗi chúng sanh, từ phiền não cũng phát sanh từ ở trong mỗi chúng sanh đó. Và khi mà mình thực hành cái con đường mà Đức Phật đã dạy, tức là con đường đạo đế Đức Phật đã dạy, tức là phương pháp hành trì, để hay là nói cách khác tức là công phu tu tập của Phật giáo, hay là công phu tu tập đối với mỗi người tu ở trong Phật giáo này, đó là thực hành giới, thực hành định, hay là thực hành tuệ. Nói cách khác tức là mình phải thực hiện bằng những cái pháp độ ba la mật, những cái pháp mà có thể đưa đến cho chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái quả vị mà thánh nhân, cái quả vị giác ngộ đó không phải là do thần linh ban đâu, mà là do cái sự nỗ lực tu tập đó. Chúng ta tu tập ở mức độ nào, chúng ta loại trừ được cái phiền não ở mức độ nào, thì chúng ta sẽ có được sự an lạc mức độ đó. Và chúng ta loại trừ phiền não hoàn toàn thì chúng ta hoàn toàn chấm dứt được sự khổ đau. Mà muốn được như vậy thì nỗ lực công phu tu tập ở trong cái đời sống tu tập của mình, tức là thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ. Như vậy thì cái quan điểm về giai cấp đó thì không phải là Đức Phật ngài nói là hoàn toàn là không phục sự, mà ngài cũng không nói rằng hoàn toàn để phụng sự. Mà khi mà ngài nói rằng phụng sự mà mình có được cái sự tiến bộ, dù là giai cấp nào đi nữa, không phải là giai cấp này mới phục vụ cho giai cấp kia, không phải là giai cấp thấp mới là phục vụ cho giai cấp cao, mà khi phục vụ như vậy mà cái sự tu tập của mình, tức là niềm tin mình được vững chắc, giới hạnh mình được vững vàng, sự cúng dường thí mình thực hiện được đầy đủ, đặc biệt là cúng dường đến với tăng chúng, rồi là cái trí tuệ hiểu biết của mình về nhân quả, hiểu biết của mình về những cái pháp ô nhiễm và những cái pháp đưa đến tiến bộ hay là trong sạch hóa nội tâm, thì điều đó đối với đạo Phật, mà đặc biệt đối với người tu ở trong Phật giáo, hiểu rõ những điều đó để rồi mình thực hành có được cái sự an vui. Như vậy thì ở trong cái bài học hôm nay đó là nói đến cái đối với những bà la môn, những vị bà la môn tự cho rằng giai cấp này cấp kia, rồi chỉ có giai cấp thấp mới phục vụ cấp cao hơn, theo là đối với Đức Phật thì Đức Phật ngài nói là cái việc mà khi mà mình phục vụ bất cứ giai cấp nào mà mình phục sự đó, mà mình được thăng tiến, tức là niềm tin được vững chắc, giới hạnh được tốt đẹp, sự thực hành thí của mình đúng cái nghĩa là cúng dường với tăng chúng để xả ly những cái phiền não, rồi cái trí tuệ của mình hiểu rõ được những cái pháp ô nhiễm, cái pháp
đưa đến cái sự thanh tịnh nội tâm. Như vậy thì điều đó rất là cần đối với đạo Phật mà Đức Phật Ngài dạy ở đây. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với những cái ý liên quan đến cái bài học hôm nay, để thời gian còn lại chư Tăng sẽ thảo luận cũng như là giải thích cho bài học chúng ta hiểu thêm. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chung đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Ra được cái trình thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa Trời Quyền ấy, thượng tọa có mặt ở trước máy mà thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được xin thượng tọa không nghĩ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Trời Quyền, thượng tọa có nghe được không? Dường như thượng tọa Trời Quyền không có mặt ở trước máy. Sư Nguyên Thông ấy, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Chắc Sư Nguyên Thông cũng không có mặt. Dạ, Sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông, chúng ta thấy rằng ở trong xã hội nào cũng có cái giai cấp. Ví dụ như là ở bên Âu Châu đã có thời người ta phân biệt cái giới quý tộc, rồi cái giới thợ thuyền, rồi cái giới giống như thành phần tư bản giàu có. Ở sao Ấn Độ thì phân nghĩa bà là môn, sắc đế lị, vệ xá, thủ đà la, vân vân. Thì có hai cái nhìn của người Phật tử. Một là sự phân chia cấp như vậy đó là một sự bất công, là do sự gán ép của những người có đặc quyền. Ví dụ người bà la môn, họ bắt những người khác phải nghĩ rằng họ là cao quý, đó là sự gán ép. Nhưng mà cũng có nhiều người họ quan niệm như vậy là người sinh vào giai cấp cao sang đó là do cái phước của họ, họ bị sinh vào giai cấp đó. Thì hai cái nhìn đó, cái nhìn nào nó hợp với Phật pháp hơn và cái nhìn nào là cái nhìn thật sự của người Phật tử chân chính? Kính thỉnh xin nguyên tập. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, cái giai cấp trong xã hội đó thì nó là do cái con người nó nhận thấy là như vậy, chứ sự thật là không phải đặc để, mà không phải có ai đặc để cả. Và cái điều này là Đức Phật không có công nhận. Ngài bằng một cách này cách nọ thì Ngài coi như là phá bỏ hoặc là không có công nhận điều đó. Mà cái quan trọng của Ngài là cái con người ta nó có lục căn, thì cái lục căn nó từ trong cái thân hành, khẩu hành và ý hành của con người thôi. Và chính cái đó là cái quan trọng. Và cái người nào mà điều khiển được, thu thúc được lục căn của mình, thì cái đó là cái cốt lõi của Phật giáo, nó nằm ở chỗ đó. Và cái mà gọi là cái giai cấp nó, thì nó là cái chuyện mà đương của xã hội. Thì con người ta giàu có thì những người giàu có chơi với nhau, người nghèo thì nó chơi với nhau, bởi vì nó chơi với người giàu thì nó cảm thấy mất thế. Rồi cái những sự việc đó nó xảy ra trong xã hội đó, thành ra một cái sự phân chia vô hình, chứ không ai phân chia cả. Khi mà sanh ra đâu có ai nói là mày là giai cấp này giai cấp kia, không có vụ đó. Thì cái những người mà như chúng ta là những người may mắn được học giáo pháp của Đức Phật, thì cái giai cấp đó, thí dụ như nhà mà mình sinh ra trong cái giai cấp nào đó, thì cái đó cũng là cái nhân quả, cái quả báo của kiếp trước. Nhưng mà cái người mà con nghĩ ra, thí dụ bây giờ nói cho con về gia cấp và cao quý thì con mỉm cười, nó làm gì có vụ đó. Nói con cao gia cấp hạ thiện thì con mỉm cười đó, nó mình ngu si thì mình hạ thiện, cho mình không có làm những cái chuyện mà thân hành, khẩu hành và ý hành là hạ liệt đó, thì mình hạ thiện là phải. Còn nếu mà mình biết điều đó thì mình có cái thái độ mà học theo lời Đức Phật giảng dạy thì mình thu thúc lục căn mình. Vì vậy cho nên kính thưa Sư Phụ, cái vấn đề ở đây đó, là cái người hành giả đó được may mắn
có mặt ở trong cái room này để học được giáo pháp của Thế Tôn cách đây 2564 năm mà Ngài đã giảng dạy trước đó. Và bây giờ tất cả những lời giảng dạy của Ngài còn trong Tam Tạng Kinh Điển, thì chúng ta là người may mắn được học được cái giáo lý đó, được học được cái chân lý đó. Thì khi mà được học cái chân lý đó thì chúng ta không có ngu dại mà cho tự cho mình là thế này thế nọ, mà mình phải luôn luôn thu thúc lục căn, tức mắt thấy tai nghe mũi hửi lưỡi nếm, tất cả cái điều đó mình nếu có trải qua thì mình biết cái đó nó không có là cái gì, mà ngược lại đó mình phải thu thúc lục căn để mình sống trong cái xã hội mà không làm phiền lòng người khác. Thì cái đó là cái hạnh của những người mà tu Phật. Và Đức Phật giảng dạy rằng nếu mà thế tu tập tứ vô lượng tâm thì là mình tu tập lòng từ thì không có lòng sân đó. Thí dụ như vậy, tu lòng bi đó, thì mình thương xót cho những người mà đau khổ, thì do đó là cái lòng bi lòng từ của mình. Giờ mà mình học cái tùy hỷ là mình hoan hỷ cái sự thành công của người khác, của tha nhân, đó là tất cả những cái điều đó là chúng ta rất là may mắn. Chúng ta rất may mắn là được học giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và may mắn hơn nữa là được hàng ngày lắng nghe pháp. Có một cái mutation naturel, là một cái mutation naturel có nghĩa là khi mà chúng ta thường xuyên nghe những sự từ tâm, những sự mà bi tâm đó, thành ra tất cả những cái đó chúng ta nghe hoài thì nó có một cái sự biến chuyển tự nhiên trong cái tâm thức của chúng ta. Vì vậy cho nên những người mà thường xuyên vào room mà này nó nghe pháp đó, thì cái tâm của họ mà dầu Đức Phật đó là dầu mà Ngài nói là cái mắt mà dầu có mờ nhưng mà rửa hoài thì nó cũng sáng. Vì vậy cho nên người nào mà thường nghe chân lý, thường nghe cái sự từ bi, thường nghe cái sự mà quảng đại vị tha đó, thì con người họ cũng sẽ lần lần từ bi quảng đại và vị tha. Thì đó là cái điều mà cái đó là cái luật tự nhiên. Một khi mình nghe những cái điều từ bi, cái vị tha và cứu giúp người khác và thu thúc lục căn của mình đó, thì mình thấy điều đó, những cái điều đó là những điều tốt. Và chúng ta đã nghe cái điều tốt thì người ta có cái khuynh hướng là cái gì tốt thì người ta thích muốn, và nghe hoài thì nó cũng tiêm nhiễm và nó sẽ trở thành những người tốt. Vì vậy cho nên đó có câu là gần mực thì đen, thì gần đèn thì sáng. Mà nghe những điều tốt hoài thì lần lần mình cũng sẽ trở thành người tốt. Và đó là cái mục đích của cái room này mà sư phụ đã thành lập và đã nuôi dưỡng đến 20 năm hay là hơn 20 năm. Thì những người may mắn mà được vào room này thì con thấy là họ không phải kiếp này mà họ được may mắn. Nhưng mà những người có may mắn vào room này là tại vì từ kiếp trước họ đã nghe quen, cho nên bây giờ họ nghe như vậy thì họ thấy quý quá. Bởi vì con đọc kinh con thấy ông Cấp Cô Độc mà khi mà ông nghe chữ Phật thì ông rúng mình, rồi ông đi tìm đến Đức Phật. Thì bởi vì ủa sư phụ không nghe con nó nói sao? Con nói con thấy cái microphone nó có rung rinh mà. Thì tất cả những cái chuyện mà chúng ta sống ở trên đời này nó có một cái dây chuyền nhân quả từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Cho nên có người giảng dạy rằng muốn biết quá khứ chúng ta làm gì thì nhìn hiện tại chúng ta đang là cái gì thì chúng ta biết quá khứ chúng ta đang làm cái gì. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang làm cái gì thì tương lai chúng ta sẽ là cái gì, tương ứng với những hành động thiện ác mà chúng ta hành động đang hiện tại đây. Vì vậy cho nên con kính thưa sư phụ, hồi xưa con là bên công giáo không phải là công giáo dòng, tại vì đi học nó mà gặp mấy ông cha người Pháp thì ông dạy rồi ông rủ vô tôn giáo con vô. Nhưng mà sau khi mà con tu 6-7 năm ở trong công giáo rồi, con gặp người cha Việt Nam, con hỏi người cha nó, thưa cha, con cha dạy con cái tất cả điều gì mà con nghe là thành hay như vậy thì chừng nào con bằng Chúa? Thì ông nói không, Chúa là bên trên, chúng ta là nô lệ của Chúa. Thì con mới trả lời thì nếu mà chúng ta luôn luôn là nô lệ của Chúa thì cha làm nô lệ của Chúa đi, còn con không chịu, con học là con phải phải thi
Và thi là con phải đậu hoặc là rớt, rớt là học nữa thi nữa, chứ con không bằng lòng là lúc nào cũng là nô lệ cho ngược cho một cái người nào khác. Thì bởi vì tánh con là như vậy, mình học mình phải thi, mà thi thì phải đậu, nếu rớt là học và thi nữa. Chứ không thể nào mình là luôn luôn là nô lệ cho người khác mà mình không là cái gì được. Thì những cái điều đó là cái sự suy nghĩ của con. Và vì vậy cho nên khi mà con vào room này, con học cái room này thì con cảm thấy là con được học một cái giáo pháp mà suốt đời con khâm phục, kính phục. Và vì vậy cho nên kính phục giáo pháp và kính phục Thế Tôn là người đã chứng ngộ được cái giáo pháp, thành tựu được cái giáo pháp, và Ngài đã giảng lại dạy và cho tất cả những người mà khi mà họ đến Thế Tôn thì họ để muốn bài bác, muốn tranh luận với Thế Tôn, nhưng mà khi họ đến họ thấy cái comportment, cái behavior của Ngài thì họ đã hoảng sợ rồi. Rồi khi mà được Ngài giảng dạy với cái tâm từ bi thì họ trở lành thành đệ tử của Thế Tôn. Trong kinh Phật luôn luôn là con thấy đó, ngoại trừ ông Sanjaya Natyaputta thì ông đó là ông nghĩ là ông là thầy giáo rồi, bây giờ ông không làm đệ tử ai. Vì vậy cho nên cái người mà luôn luôn cho ta là cái gì đó mà không học, mà không học thêm nữa, thì cái người đó bị ta gọi là họ chắc cái ngã hậu quả đi. Vì vậy cho nên cái mà chúng ta nên mà xóa được là xóa cái ngã chấp của chính với chúng ta, để mà chúng ta có thể tiến bộ học hỏi thêm. Kính thưa sư phụ, đó là những suy nghĩ của con. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Sa thú sinh truyền sư Nguyễn Thông. Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có còn ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được. Ôi, dạ thấy thượng tọa Thầy Quyền rồi. Dạ, thượng tọa Thầy Quyền. Thượng tọa Thầy Quyền, thượng tọa hoan hỷ là trong bài kinh này thì khi mà hỏi ai là người đáng phụng sự đó, thì Đức Phật Ngài không có nói ai là người đáng phụng sự, mà Ngài nói rằng nếu mà cái sự phụng sự nào mà tăng trưởng được giới, tăng trưởng được đa văn, tăng trưởng được xã tài, tăng trưởng được trí tuệ, thì ta nói nên phụng sự. Thì có nhiều người sẽ thắc mắc rằng như vậy là mình nên phụng sự ai để giới, để văn, để thí, để huệ được tăng trưởng. Tại vì nghe câu này tương đối là rất là mơ hồ. Chỉ nghe Đức Phật là nói rằng hãy phụng sự ai mà thiện pháp được tăng trưởng thì nên phụng sự. Thì theo thượng tọa Tuệ Quyền đó, thì mình phụng sự cho ai mà bốn pháp đã được tăng trưởng? Kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sơn Khai, giá thưa đi chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Để chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Đại Sư Nguyên Thông, cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ, cùng Sư Phật nữ. Dạ, quả thật thì ở trong kinh, nếu như chúng ta thấy cái sự phụng sự, thì chúng ta nên phụng sự làm sao mà cho giới, cho định hoặc cho tuệ chúng ta nó tăng trưởng, hay là bố thí vân vân. Thì ở đây cái thí tăng trưởng nhân dân, thì ở đây nói chung là phụng sự cái đối tượng nào? Đây câu hỏi của thượng tọa hỏi rằng là Bà La Môn ta nói tất cả, cũng không có tất cả,
cũng ta nói cũng ta không có nói tất cả, không cần phải phụng sự mà này Bà La Môn, người nào phụng sự do nguyên nhân phụng sự mà lòng tin được tăng trưởng, giới được tăng trưởng, sự nghe được tăng trưởng, bố thí được tăng trưởng, trí tuệ được tăng trưởng, vân vân, thì đó cần được phụng sự. Ở đây khi chúng ta thấy thường thường thì kêu gọi cái sự phụng sự, cái sự tu tập hay cái sự hậu trì, nhưng cái sự hậu trì, cái sự nguyên nhân đó để cho thế nào là một sự phụng sự mà để cho chúng ta được tăng trưởng nơi cái giới đây. Đây là một điều mà Đức Phật ngài khuyến khích. Khi chúng ta tu tập, làm sao cái pháp môn đó, làm sao cái lời nói đó, làm sao cái lời dạy đó, chúng ta cảm thấy giới chúng ta được thanh tịnh, tâm chúng ta không phóng dật, chúng ta bớt ly tham, chúng ta ly sân chẳng hạn, thì khi đó thì chúng ta cảm thấy nó rất là an vui. Cũng như người Phật tử khi vào chùa để lễ bái, để cúng dường, để phụng sự tăng già, nhưng khi phụng sự tăng già như vậy, họ không đi vào chùa, làm sao chúng ta cho họ không phải cho họ mang đồ vào cúng là xong. Họ đến chùa, họ lễ Phật chỉ đơn giản là thắp hương, cầm hương để lễ Phật là kết thúc, không phải là vậy, mà chúng ta cần phải có một cái sự gửi trao và chia sẻ cho chính họ. Cái sự đi đến của chư Phật tử đó là một sự phụng sự đến Tam Bảo, thì chúng ta phải gửi trao cho chính họ bằng những cái gì, bằng làm sao cho họ biết được, họ biết khéo gìn giữ giới, họ tăng trưởng được cái lòng tin, để cho cái niềm tin họ được kháng khích, để cho cái sự hiểu biết của họ nó được mở mang, để cho cái tâm của họ nó biết buông bỏ. Thì cái người như thế, người nào mà làm cho họ như thế thì người đó đáng được sẽ được phụng sự. Đây là một điều mà Đức Phật dạy cho ta rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy không phải là chúng ta đi đến Phật tử là chúng ta bảo họ phải như thế này thế nọ, hay là họ phải làm như thế thế kia, mà làm sao để cho chính họ được tăng trưởng cái niềm tin, họ đã tăng trưởng cái trí tuệ, họ tăng trưởng cái bố thí, tức là họ cho được cái xã tài của chính họ, rồi họ tăng được cái giới, họ tăng trưởng được cái gì. Kính thưa quý vị, đó chính là cái hiểu pháp, nói pháp cho họ nghe, để tăng trưởng cho họ nghe, đây chính là tăng trưởng cái nghe, đây chính là họ nghe được Phật pháp, và nhờ nghe được Phật pháp như vậy đó, nó sẽ được bổ khuyết cho tất cả. Thứ nhất là khi được nghe pháp thì trí tuệ mở mang, khi được nghe pháp thì lòng tin càng thêm tăng trưởng hơn nữa, khi được nghe pháp thì cái tâm thí, cái tâm buông xả, họ không có chấp thủ, họ không có bóng sáng. Và khi mà được nghe pháp vậy thì cái sự thọ trì, nghiêm trì giới lực của chính họ nó được tốt đẹp. Chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy cho cái người đệ tử nó như vậy đó, để cho đi vào, chứ không phải là đi vào đây phụng sự cho ta, phụng sự cho tăng đoàn của ta hay vân vân. Đức Phật ngài không dạy như vậy. Thì chúng ta thấy, phải nói rằng là chúng ta Đức Phật ngài hết sức là rõ ràng, muốn mang đến cho người một cái giá trị thực nghiệm mà tốt đẹp nhất, chứ không phải chỉ đi đến rồi nghe theo ta điều này, rồi nghe theo ta điều kia, hãy đến rồi tin ta, rồi hãy tin đi, rồi sẽ được cái này, sẽ được cái kia, mà không phải như vậy. Hay là phải phụng sự cho chính ta, phụng sự cho những người đệ tử của ta. Đức Phật ngài không vậy, mà chính ngài dạy cho sự phụng sự, làm sao mà cái sự phụng sự những người mà đến đó, mà phụng sự như thế này, phụng sự để được cái tâm được như thế này, đi đến với ngài, đi đến với hội chúng của ngài, thì khi tâm họ được khởi lên như vậy, chính là một sự phụng sự cao cả và xứng đáng. Đó chính là một sự cúng dường, một sự phụng sự cao cả nhất đối với Tam Bảo và đặc biệt đối với Phật. Thì chúng ta thấy, cũng như là chúng ta tu, thì
Ngoài ra cái sự cúng dường, tức là sự thực hành theo lời dạy của chính Ngài, đó chính là sự cúng dường cao thượng nhất. Hay là đến để phụng sự cho Ngài, mà không phải là chúng ta chỉ lo quét dọn giặt vũ lau chùi gì, không phải vậy, mà chính là chúng ta tăng trưởng cái tinh thần của mình, năng tu trên cái giá trị tâm của mình. Và như vậy thì sự cúng dường cao cả, sự phụng sự tốt đẹp nhất, chính Đức Phật Ngài nói như vậy. Thì kính thưa quý vị, bởi vì vai trò của một vị pháp sư phải làm sao? Không phải chúng ta nói pháp để cho họ nghe mà họ cúng dường, mà nói pháp cho họ nghe để họ hiểu, để họ ly tham, nói cho pháp cho họ nghe để họ an trú vào giới, an trú vào định, an trú vào tuệ. Những người mạnh khỏe cũng vậy, những người bệnh hoạn cũng như thế, và những người buồn cũng như vậy, và cũng những người vui cũng như vậy. Hãy nhớ, đừng vui quá, đừng buồn quá, đừng khổ quá, đừng tự mãn quá, hãy an trú vào giới, an trú vào thí đi, hay là tăng trưởng, làm tăng trưởng nó, làm tốt đẹp nó, và tăng trưởng trí tuệ đi. Thì và chính hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, tức là chúng ta thấy ở đây mà chúng ta thấy một điều rất là tuyệt vời, là chúng tôi nói sự nghe được tăng trưởng, đó chính là sự nghe đây. Sự nghe gì? Sự nghe lời giảng dạy. Thì dù một Phật tử có gặp bất cứ tình huống nào trong cuộc đời mình, mà cái tâm của mình nó vững chắc đối với Tam Bảo, như những sự phụng sự này, thì quý vị đã đang làm sự phụng sự tốt đẹp nhất, chứ không phải mình bệnh rồi mình không có điều kiện, mình kém cái điều kiện, như vậy là mình không làm được, mình không phụng sự Tam Bảo được. Mà không phải như vậy, mà sự phụng sự của chính Phật đã dạy như vậy. Chúng ta nhớ đây là một điều mà được gắm tới cho chính tất cả những cho chúng ta, một điều cao cả nhất. Và kính bạch Thượng Tọa, đây chính là cái câu thổ lực của chính con, nếu con đi dự cầu một chút, thì kính cung thỉnh Thượng Tọa Nam Mô Bổn Thầy Giác Ngôn Thư, kính cung thỉnh Ngài trở lại. Sa thủ kính chân Thượng Tọa Thế Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa Tân có ở trước máy mà, Thượng Tọa Tân có nghe được không? Nếu mà Thượng Tọa Tân nghe được, xin Thượng Tọa Tân hoan hỷ trả lời. Dạ, Thượng Tọa Tân, ở trong câu này, Bà La Môn á, và bên Esukari thì nói bạch với Đức Phật rằng là cái quan điểm của người đời đó là có bốn thứ tài sản và có bốn giai cấp. Thí dụ như cái tài sản người Bà La Môn, đặc biệt là tài sản do người ta cúng dường. Ở đây chúng ta hiểu rằng người Bà La Môn giống như thầy cúng vậy đó, đi cúng mấy, đi coi bói chiêm tinh, và do cái chuyện mà làm những việc đó người ta cúng dường. Và tài sản của những vị thuộc giai cấp chiến sĩ sắc đế lì đó là binh khí, là võ khí. Tài sản của người trong giới mà thương gia đó là bốn lý. Tài sản của người nô lệ là tay chân và là việc lao động. Thì Đức Phật ngài nhấn mạnh rằng, ngài quan niệm rằng cái tài sản thực sự của người á, tức là những thiện pháp. Dạ, tài sản quan niệm của người thực là thiện pháp. Ô, giờ quý vị chưa thấy à? Xin lỗi, dạ xin lỗi quý Phật tử. Giờ quý vị quan hỷ chờ chút xíu nha. Giờ quý vị đọc được đoạn sau không? Thì Đức Phật ngài dạy rằng ta chủ trương tài sản cho con người là thánh pháp vô thượng. Là cái chuyện đó thì chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà ngài nói rằng ngài nhớ về những cái
gia hệ thời xưa về đời trước á, chỗ nào sanh ra đó thời chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy. Nếu tự thể sanh ra trong một tự thể ở đây, thật ra cái câu này đúng là trong nguyên văn Bali, không phải là thể. Nếu bản thân á, chúng ta nói bản thân sanh ra ở trong cái về các bà la môn thừa hưởng cái tài sản á, của bà la môn á, thì gọi là đó tài sản bà la môn. Sắc đế lị phải ra xá thủ đà như vậy, thì Đạo Tân có nghĩ rằng với lời dạy này của Đức Phật thì ngài dạy rằng cái sự phân biệt giai cấp được chấp nhận hay không, hay là chúng ta nên hiểu một nghĩa khác đi? Xin kính thỉnh thượng tọa Tân. Dạ, Nam mô Bụt-thay-yá, Nam mô Tham-ma-yá, Nam mô Sang-kha-yá. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam mô Bụt Thay Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, con kính lịch đảnh lễ giác đẳng chúng tòa tự quyền tự tri sự thông cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Thì con nghĩ rằng là đối với những vị bà la môn thì họ cho là tài sản của vị bà la môn là do đi khất thực, là tài sản của vua chúa là binh khí, là tài sản của những người thương buôn là những cái dụng cụ mà họ ấy, rồi cũng như là tài sản của cái người nô lệ là tay chân lao động. Thì ở đây thì con nghĩ rằng họ tự định đặt ra như vậy, định đặt ra như vậy. Mà những cái điều đó thì thật sự ra thì họ nghĩ rằng cái tài sản đó là những gì mà gắn liền với cái vai cấp của họ thôi. Ví dụ như là những bà la môn thì giai cấp là đi khất thực, đi xin ăn hay là gì đó, hay vua chúa là vũ khí chẳng hạn. Thì con nghĩ rằng những cái gì mà nó gắn với cái giai cấp của họ mà họ cho đó là cái tài sản, thì con nghĩ rằng cái tài sản đó nó không phải là cái điều nó quan trọng. Mà theo như là trong Phật gì Đức Phật ngài dạy rằng cái tài sản mà nó thật sự là của mình và nó gắn liền với mình đó, thì cái tài sản nó rất là quý. Ví dụ như là có những đoạn kinh gọi là niềm tin là một cái vật quý của một người, hay hoặc là tệ là một cái tài sản quý của một người, hay hoặc là có những đoạn kinh thì gọi là bảy cái loại tài sản của bậc thánh, từ cái niềm tin rồi giới hạnh rồi lòng tàm lòng quý đa văn rồi thí rồi tuệ đó. Thì con nghĩ rằng cái đó là cái tài sản chính đáng. Bởi vì người dù là ở một cái giai cấp nào đi nữa, thì những cái vật mà như những người bà la môn đã nói đó, là vua chúa là vũ khí, những người bà la môn thì là do cái đi khất thực, rồi những người nô lệ thì là tay chân lao động tay chân vân vân. Thì những cái điều đó nó không có thật. Nó gắn liền, nó có với lại những người đó thôi, chứ nó cũng không phải là gắn liền cũng như là cái điều mà mình cần phải gắn bó được. Bởi vì nếu như mình nói đời sống tu tập á, ở trong Phật giáo á, thì thật sự là cái niềm tin là một trong những cái tài sản quý của người. Nếu một người mà không có cái niềm tin chân chánh thì không thể nào mà thực hiện được những cái thiện pháp khác, những cái thiện pháp khác nhau. Cho nên con nghĩ rằng cái người mình dù là xã hội có nhìn nhận mình là ở giai cấp nào, nhìn nhận mình ra sao, nhưng mà nếu như mình thiếu đi cái niềm tin
chân chánh á, thì cái người đó cũng như là không có cái gì rồi, không có cái gì. Bởi vì chính có cái niềm tin chân chánh thì người đó mới có thể thực hiện được những cái pháp khác nhau. Nha. Rồi bây giờ nói đến khi mà đã có cái niềm tin rồi đó, thì người đó cũng có được cái đời sống giới hạnh, có được cái lòng tàm, có được lòng quý, tức là biết xấu hổ, biết sợ hãi với những cái điều xấu của mình. Rồi là người đó có cái sự tham học, mà tham học Phật pháp, tham học Phật pháp để hiểu nghĩa lý, thì con nghĩ rằng cái tài sản đó nó quý. Nói rằng thất thánh sản thì thật sự là các cái bậc thánh đó, thì dĩ nhiên các ngài có bảy cái loại tài sản đó. Còn nếu như một người phàm phu mà mình tu tập trao dồi cho mình có được một trong những cái thứ tài sản đó thì con nghĩ rằng rất là quý. Bởi vì sao? Chính pháp những cái tài sản đó là những cái mà giúp mình đi đến cái cứu cánh giải thoát, hay là giúp mình có thể nương tựa vào đó. Bởi vì khổ nhất là khi mà mình giống như là mình sắp chết mà mình không có cái chỗ gì, cái thiện pháp nào để mà mình nương, không có cái gì để mình nhớ, thì cái nó rỗng rỗng không à. Còn nếu như một người mà có được cái niềm tin chân chánh rồi á, thì người ta vẫn nhớ được cái ân đức của Phật, nhớ được ân đức của pháp, ân đức của tăng, hoặc nhớ đến cái thiện sự á, thì con nghĩ rằng cái đó là cái chỗ nương của họ, cái chỗ mà họ có thể là nương tựa nó vững chắc. Rồi họ nhớ đến cái giới hạnh của họ nó tốt đẹp, cho nên là đó là cái chỗ họ sanh cái tâm quan hỷ, sanh cái tâm quan hỷ, sanh cái tâm quan hỷ. Rồi trong đời sống hàng ngày họ có được lòng tàm, lòng quý, biết tránh xa những điều ác, biết ghê sợ, biết xấu hổ với những điều xấu ác á, thì con nghĩ rằng đó là cái điều đáng quý cho họ. Và chính vì họ có những cái thiện pháp đó đó, cho nên họ dễ dàng đi đến cái đạo quả thánh nhân được, đi đến được đạo quả thánh nhân. Và chính họ có những cái tài sản đó đó, cho nên đời sống của họ có được những cái thiện pháp để họ nương tựa. Vì vậy cho nên cái tài sản quý nhất. Còn nói những cái tài sản như những người Bà La Môn đã nhận định là vua chúa là vũ khí, thì cái đó là cái đương nhiên là như vậy rồi, nhưng mà cũng chưa phải là cái tài sản đáng quý. Bởi vì làm vua thì có binh quyền, có vũ khí, có quyền lực ở trong tay, rồi có đất đai, có địa vị, thì cái điều đó đều tất nhiên, nhưng mà cũng chưa vững chắc. Một khi mà mình luân hồi khổ đau, một khi mà mình trông trên giữa cái cuộc đời này bơ vơ, thì không có chỗ nào để nương. Khi mà mình biết rằng mình nhắm mắt xuôi tay thì không có gì để nương ở đó, mà chỉ có những cái thiện pháp mình mới có thể nương được. Mình có làm được những cái thiện pháp mình mới hoan hỷ, rồi mình nương tựa vào đó, thì con nghĩ rằng cái tài sản đó nó quý. Tài sản đó đó, nó mình còn luân hồi thì nó sẽ dắt dẫn đưa mình được tới tái sanh ở cảnh giới an vui. Và cũng chính cái tài sản đó, nếu như mà mình được trao dồi tu tập tốt đó, được phát triển mạnh đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta đi đến cái sự an lạc. Mà như trong kinh Đức Phật đã dạy là thất thánh sản, hay hoặc là niềm tin là một cái tài sản quý, trí tuệ là một cái tài sản quý, vân vân. Con xin có cái ý để chia sẻ về cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Sa thú, thưa tổ, tân tọa là vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay đó. Do đó phiền thượng tọa trả lời thêm một câu nữa, rồi sau đó thì sẽ phần còn lại chư tăng khác sẽ trả lời. Nhưng thượng tọa trả lời câu số 3, đồng ý trả lời câu số 4 đó, là khi mà chúng ta đọc tới đọc lui bài kinh này đó, thì chúng ta có phải chăng là Đức Phật Ngài không có phủ nhận hoàn toàn giai cấp xã hội, Ngài chấp nhận một cái thực tế giống như ở ngoài đời ta nói con vua thì là vua, con sải chủ là đa. Thực tế ở ngoài là nó có sự khác biệt giữa cái gia phong, giữa cái lễ giáo, giữa cái lợi tức sống, giữa cái sự giáo dục do nhiều cái giai tầng khác nhau.
cái chuyện đó bắt buộc phải chấp nhận. Nhưng mà đối với sự tu tập đó thì giai cấp không có giá trị. Thì tôi từng có nghĩ như vậy không? Hay là thì tôi nghĩ rằng người Phật tử khi mà nói đến giai cấp xã hội thì mình triệt để là mình không chấp nhận có gì khác biệt trong giai cấp xã hội. Xin kính thính thượng tọa Hoan Hỷ trở lại để chia sẻ về cái suy nghĩ của thượng tọa về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong room. Theo con thì con có một cái suy nghĩ như thế này. Con nghĩ rằng xã hội thời Đức Phật á, thì đã hình thành những cái giai cấp như vậy. Mà toàn xã hội thì người ta có một cái quan niệm như vậy. Quan niệm bốn cái giai cấp, từ giai cấp Bà La Môn, giai cấp Vua Chúa, rồi giai cấp thương buôn hoặc là giai cấp nô lệ. Thì con nghĩ rằng xã hội là định đặt như vậy. Thì ở đây đó, đối với Đức Phật á, thì bởi vì Đức Phật á, là một cái vị mà một vị trí tuệ, mình được xem như là một vị trí tuệ, và Đức Phật cũng giống như là chấp nhận cái việc mà hình thành ở bốn cái giai cấp đó. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây con nghĩ rằng đối với Đức Phật á, thì Ngài không đặt cái trọng tâm, không cái đặt cái điều quan trọng là hình thành bởi cái giai cấp đó. Bởi vì vậy cho nên là Đức Phật có thể tiếp độ từ ở các cái người đệ tử của Ngài ở các giai cấp khác nhau, cho nên là không có phân biệt cái chuyện đó. Nhưng mà cái điều mà Đức Phật ngài quan tâm ở đây đó, thì con nghĩ rằng chính những cái hành động của con người, và mỗi người đó nó có thể chuyển hóa mình từ ở một cái hành động mà mình xã hội định đặt rằng ở cái giai cấp đó là giai cấp thấp thì không thể nào hơn được nữa. Nhưng mà đối với đạo Phật thì Đức Phật ngài nói rằng là cái sự hành động của con người nó có thể, đó mới được gọi là cái sự cao quý. Nếu hành động tốt, hành động mà đưa đến cái sự mình gọi là hành động thiện, hành động tốt, thì cái người đó là hành động có thể là chuyển hóa tốt. Dĩ nhiên là trong cuộc đời này thì con nghĩ rằng sở dĩ mà nó được hình thành bốn cái giai cấp đó ở xã hội Ấn Độ là do quan niệm một phần. Và đồng thời nếu mà mình nói rằng trong cái nghiệp á, thì con nghĩ rằng là mỗi chúng sanh đều có một cái nghiệp tốt và nghiệp xấu đó. Cho nên rằng mình không thể phủ nhận rằng do nghiệp quá khứ tạo ra cái quả hiện tại. Và cũng không thể phủ nhận rằng ở trong hiện tại này, cái hành động của hiện tại này không phải hoàn toàn không trổ quả, không có quả ở trong tương lai. Cho nên con nghĩ rằng cái việc mà đối với Đức Phật thì Đức Phật luôn luôn đặt cái trọng tâm của cái việc chuyển hóa cái hành động của con người. Và chính do cái hành động đó mới được gọi cái người đó là cao quý hay cái người đó thấp kém. Cái người đó thấp kém. Và vì vậy cái phương pháp, cái điều mà Đức Phật ngài dạy cho cái việc tu tập đó nó rất là quan trọng. Mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi cái sự nỗ lực của mỗi người đó thì thật sự là mới mang đến cái sự an lạc hay là giải thoát cho mình. Cho nên ở đây con nghĩ rằng không phải là Đức Phật ngài hoàn toàn bác bỏ hết bốn giai cấp đó, nhưng mà ngài cho biết một điều, cái điều quan trọng nhất là cái hành động của con người, không phải là cái hành động cái cao và cái thấp đó, cái tốt và cái xấu, cái hiện hay cao sang đó là do cái giai cấp, mà là do cái hành động. Vì vậy cái hành động mà nếu mà nói trong Phật giáo, do cái hành động quá khứ cho nên tạo ra cái quả ở hiện tại này, chúng ta nói như thế nào. Nhưng mà nói như vậy để có thấy rằng mặc dù là họ sanh ở trong một giai cấp thấp và theo quan điểm của xã hội, nhưng mà họ nhờ cái sự chuyển hóa, nhờ cái sự tu tập, công phu tu tập đó mà người đó trở thành một cái người tốt,
cái người đó trở thành như là một, từ cái người phàm trở thành một bậc thánh. Nếu mà theo quan điểm của xã hội Ấn thì họ cứ nghĩ rằng cái người giai cấp thấp thì không thể nào mà hơn được nữa, và cứ như vậy. Nếu như vậy thì Phật giáo, Đức Phật ngài chắc có lẽ là ngài không có tiếp độ những cái như là ngài Ubali hay là những cái người giai cấp thấp khác đâu. Mà điều này đó thì ngài Ubali cũng trở thành từ một cái người mặc dù xã hội cho rằng giai cấp thấp, nhưng mà ngài đã trở thành một bậc thánh nhân ở trong giáo pháp này, giáo pháp này. Rồi có những người thì từ ở giai cấp vua chúa hay bà la môn thì họ cũng có những cái sở hành nó không tốt, nhà sở hành không tốt. Thì giống như là chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa đó, thì mặc dù là xuất thân từ giai cấp sát đế lị, tức là Khatiya, thì nghĩ là giai cấp cao quý đi, nhưng mà rồi đó là có những cái hành vi mà từ đó dẫn đến cái khổ đau ở hiện tại cũng như là tương lai, qua cái việc mà lăn đá lên hại Đức Phật, rồi là cho dôi uống rượu say, rồi hút vào Đức Phật, rồi cho người để mà hãm ám sát Đức Phật, rồi nhiều thứ, rồi hoặc là chia rẽ tăng chúng, rồi cái này cái kia, thì mình những cái hành vi đó hành vi xấu, hành vi không tốt, cho nên là cuối cùng thì Bệ Đà Bạt Ra phải sanh vào trong khổ cảnh và bị khốn đốn ở trong cái đời sống này cho đến cuối cùng. Thì con nghĩ rằng cái điều mà xã hội định đặt như vậy đó thì Đức Phật không phải là hoàn toàn bác bỏ. Bác bỏ ở đây đó là không có nghĩa là ngài không phải là ngài bác bỏ những cái sự thật đó, sự thật mà xã hội quan niệm và đối với người bạn là một quan niệm xã hội quan niệm như vậy. Nhưng mà ngài cho biết một điều, đó là tự thân của mỗi người, hành động của mỗi người tự chuyển hóa cho mình, và chính cái sự chuyển hóa đó nó mới trở thành cái sự tốt đẹp, hay là không chuyển hóa nó cho nên là trở thành một cái sự không tốt đẹp, giống như là người hiền hay là không hiền, phàm phu hay là thánh nhân, hay là cao sang hay là không cao sang, thì do cái hành động của con người, chính hành động đó nó trở thành một cái bậc thánh nhân. Nếu hành động tốt đó, con xin có một cái ý, con nghĩ rằng cái phương diện tu tập, về phương diện tu tập thì cái việc mà thực hành của nội tâm của mỗi người đó, điều đó rất quan trọng. Và Đức Phật ngài đã nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái hành vi của con người, do cái sự nói trong Phật giáo là mình trao dồi tu tập cái tâm của mình, tu tập trao dồi cái hành động của mình, tu tập trao dồi cái lời nói của mình cho được tốt đẹp, thì nó luôn luôn có cái kết quả được tốt đẹp. Con xin có cái ý chia sẻ theo cái suy nghĩ của con trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu ra ở đây. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú ký chân, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Tự Quyền ấy, Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tự Quyền còn ở trước máy, xin Thượng Tọa khỏi trả lời cho câu thảo luận số 5. Thượng Tọa Tự Quyền, đôi khi đây cũng là một vấn đề mà làm cho nhiều người Phật tử bối rối. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề là chúng ta là người xuất gia, hay cụ thể là mình là một người trụ trì. Trong cách tiếp đãi ứng xử với Phật tử thập phương, chúng ta nên hoàn toàn bình đẳng, nghĩa là ai cũng giống nhau, hay là chúng ta cũng nên ứng xử một cách thích hợp? Thí dụ trong xã hội thì có những người thuộc giới trí thức, thuộc giới văn nghệ sĩ, thuộc giới thương gia, thuộc giới lao động, và nếu mà mình ứng xử mà hoàn toàn giống nhau thì đúng là mình không có thích hợp. Tại vì thật ra không thể nào mà một cách ứng xử one size fits all mà tất cả mọi người đều giống nhau được hết. Nhưng mà nếu có khác biệt thì nó có phải là sự phân chia cấp không? Thì xin thỉnh ý kiến Thượng Tọa Tự Quyền về điểm này.
hay quá. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Khai, Nam mô Thầy để chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn vị cô Nhật Quỳnh từ bi cũng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Chư Tăng, kính chào toàn thể quý vị. Kính bạch thượng tọa Quá Thật Thi là một vị pháp sư, hay là một vị trụ trì, hay là một tăng sĩ. Ở đây chúng ta nói trên cái vai trò của một cái tăng sĩ. Thế cơ với cái trình độ, với cái tầm hiểu biết, với cái sự sinh hoạt của những người lao động, của những người làm việc. Cái giới nào thì chúng ta nên có cái thiên hướng theo cái giới đó. Thì chúng ta sẽ nói qua xuyên qua, và như chúng ta thấy thí dụ như là rồi đi đến sử một cái mà điều ngự, một cái mà khéo giảng, một cái mà nó phù hợp, thì tất cả chúng ta phải có trí tuệ. Bây giờ một người bình dân, một người chúng ta tạm gọi là một bình dân đi, thì chúng ta sẽ thể hiện cho họ bằng một cái từ tâm. Một cái người giàu cho là trí thức, giàu có, vân vân, tất cả mọi thứ thì chúng ta thể hiện từ tâm, nhưng chúng ta khéo sử dụng một cách thích hợp, thì điều đó không phải là một sự phân biệt, mà đó là một sự thích nghi, một sự phù hợp vô cùng lớn. Bởi vì thật ra thì họ không thể nào mà họ có cái nếu như chúng ta nói, thí dụ bây giờ cái người bình dân mà chúng ta nói đi những cái thơ thi ca, những cái gì đó mà nó triết lý, nó cao cấp, nó cao cả quá, thì họ sẽ không dễ đón nhận được. Mà nói những gì nó đời thường của cuộc đời thì họ sẽ dễ nhận. Như cả đi gặp cái quan quyền thì chúng ta không phải biết cư xử. Nếu như họ cần nghe hay là hỏi mình thì cái cách trả lời của chính mình nó cũng khác, cũng là ý nghĩa đó, nhưng cách trả lời nó khác nhau. Với hội chúng này, câu trả lời đó người ta hỏi bằng câu trả lời đó, nhưng hội chúng hỏi như vậy, chúng ta cũng phải biết trả lời theo cái sự và theo cái lý, theo cái tình huống xảy ra nơi cái hội chúng đó. Chứ không thể nào mà chúng ta cứ đặt một cái chuyện, tức là làm như vậy cũng như là bất bình đẳng, chúng ta phân biệt hoàn toàn, không có sự phân biệt. Thí dụ như bây giờ một cái người ta làm lễ cúng dường, người ta bỏ ra một cái tài sản rất là lớn. Bây giờ cái chư tăng chùa dành cho một cái món quà để khuyến khích cái niềm tin của chính họ đang phụng sự hộ trì, rồi nhất cho người này, không cho những người kia, thì như vậy đó là một sự phân biệt không? Cái này không phải là sự phân biệt, mà đó chính là một cái sự khuyến khích cho cái niềm tin của chính họ. Thì nó đây là phải nói là như là của họ đã nói đó, chúng ta phải đặt đúng, tức là nó thích nghi với cái khế cơ, với cái hoàn cảnh, với cái sự diễn tiến tình huống ngay khi đó. Và tâm của chúng ta làm việc với mục đích, tức là làm lợi cho Tam Bảo, đưa đến cái sự tốt đẹp cho đại chúng. Chứ chúng ta không làm vì cái sự phân biệt đó mà vụ lợi cho chính mình, thì đây là một cái tình huống rất là khác. Rất là khác, mà đó chính là một cái sự phụng trì, một cái sự đưa đến cho chính người đó một cái sự
cảm giác thoải mái, cảm giác tốt đẹp. Cho nên vì vậy, đó không phải là một cái sự phân biệt, đó không phải là một sự bất bình đẳng gì cả, mà đó chính là một cái trí tuệ đối với cái người biết xử lý tình huống cho tốt đẹp nhất. Chứ chúng ta không phải, cũng như bây giờ người ta thích nghi với cái món ăn nào thì chúng ta cho họ với món ăn đó. Chứ không thể nào mà chúng ta món ăn của chúng ta đặt cái món ăn cho cái người nào cũng như người đó. Thì mỗi người nó có một từng khẩu vị, mỗi người nó có một cái sự hiểu biết, cái sự đam mê, cái sự thích thú và cái cơ tánh của chính họ, cái nghiệp riêng của chính họ. Thì chúng ta tùy theo cơ duyên, tùy theo cái nghiệp quả của chính họ và tùy theo cái bản năng, cái thường tính, cái thường sống và cái lý tính, cái lý năng, cái lý tính của chính họ mà chúng ta sẽ thực hiện nó được tốt đẹp hơn. Thì đứng trên cái nhìn của chính con là như vậy. Nó cũng không có một cái sự bất bình, nó không có cái sự mà không công bằng gì cả, mà đó chính là một xử lý tình huống thật sự là khéo, để thích hợp, để thích nghi, để cho được tốt đẹp. Và đây chính là câu trả lời của chính con. Nếu có gì cần một chút, thì kính mong thượng tọa nó mỗi bất thời gian. Sa thủ cái trường sư thọ tôi quyền. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ nói một cách rất là vắn tắt như vậy là thật ra thì do cái nghiệp quá khứ đó, nên chúng sanh có cái sự dị đồng, không có giống nhau, tại vì mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Đó là vấn đề khách quan. Nhưng mà trên phương diện chủ quan đó, thì Đức Phật dạy chúng ta nên đem cái tâm bình đẳng để đối xử với mọi người. Ví dụ như là ở trong cái ánh mắt của người có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó, thì không có phân biệt. Mong tất cả chúng sanh đều được an lạc, dù đó là giàu nghèo, sang hèn, người thú, hữu hình, vô hình, thân sơ v.v. Nhưng mà cũng không phải là vì vậy mà tất cả mọi trường hợp đều giống nhau. Ví dụ chúng ta thấy thời Đức Phật còn tại thế, các vị vua đến gặp Đức Phật hỏi đạo, có khi Tôn Giả Ananda ngày xử sự khác, có khi người bình dân đến gặp Đức Phật, Tôn Giả Ananda xử sự khác. Cái khác của ngài như thế này là tại vì các vị vua, các vị Bà La Môn đó, họ có một cái cung cách riêng, có cái văn hóa riêng. Cũng như bây giờ vấn đề mình đi thuyết pháp, thuyết pháp thì ngay cả một vị pháp sư thuyết pháp thì cũng phải hiểu rõ hội chúng của mình, chứ mình không thể nói rằng mình bình đẳng rồi hội chúng nào cũng nói chuyện giống nhau hết. Có những lúc mà chúng ta nói chuyện với một cái giới trí thức hay giới về khoa học, họ nhìn Phật pháp khác, với những người Phật tử có niềm tin rồi nó khác. Do vậy ở đây chúng ta nên hiểu rằng nó có những cái sự phân biệt của tất cả chủ quan, có những phân biệt của tất cả khách quan. Và nếu chúng ta kỳ thị chúng sinh bằng ngã tính, là bởi vì đây là ta, là của ta, là tự ngại của ta, cái đó là ngã chấp. Nhưng mà chấp nhận kế như Đức Phật đã nói rằng một người sinh ra trong gia đình Bà La Môn thừa kế cái tài sản người Bà La Môn, thì mình phải chấp nhận người đó Bà La Môn thôi. Chuyện đó tự nhiên như vậy. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Bát Bồ Đề Đà Ma. Kính trương chư tôn đức đỡ vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng mi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sư quan viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường đạt Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát,
nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính tri ân quý ngài Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.